Thưa quý vị, miền Tây đang vào mùa măng cụt. Hiện nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, thích chọn tham quan những vườn măng cụt sum suê, mát mẻ, đặc biệt là để thưởng thức món gỏi gà măng cụt. Món ăn này không phải quá mới mẻ, nhưng những ngày gần đây lại đặc biệt hot trên mạng xã hội, thôi thúc nhiều người muốn tìm hiểu, nếm thử. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vì sao món ăn này lại gây thương nhớ cho thực khách, quý vị nhé! Với người dân miền Tây, món gỏi măng cụt này đã có từ khá lâu, khoảng hơn 10 năm trước, đã có nhà vườn ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ bắt đầu chế biến món ăn này. Và cứ mỗi mùa măng cụt, khách đến chơi vườn, ngoài việc hái trái chín thì người nào cũng muốn nếm thử món gỏi măng cụt. Anh Nguyễn Phạm Hoàng Việt, 36 tuổi, là chủ vườn trái cây rộng hơn 5 hectare, đang trồng hơn 350 gốc măng cụt, hơn 20 năm tuổi. Ngoài ra còn có sầu riêng, chôm chôm, nhã, dâu, những trái cây đặc sản miền Tây. Bà con miền Tây cho biết, nếu như trước kia, món gỏi măng cụt hầu như nhà vườn chỉ lựa những trái măng cụt dạt, xấu, nhiều mủ, không thể để trái chín để làm gỏi, thì giờ đây người ta tuyển lựa những trái to, chất lượng để làm gỏi phục vụ du khách. Em thử cái món ăn này cũng chính cái nơi là khu du lịch Lung Cục Cần này luôn, đó là khoảng 10 năm về trước. Là những cái theo em được biết thì khu Lung Cục Cầu á, là cho sản sinh cái món ăn này là rất là lâu luôn rồi đó. Là em đã ăn khoảng 10 năm về trước rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì mới quay lại để thưởng thức lại. Bởi vì trong thời gian vừa qua là quá là hot luôn, nên em phải quay lại thưởng thức lại mới được. Măng cụt vốn có thể chế biến làm gỏi với nhiều loại thực phẩm khác như thịt gà, tôm, thịt heo. Cách trộn gỏi cũng như cách làm những món gỏi bình thường, kỳ công nằm ở khâu xử lý, chế biến trái măng cụt còn xanh. Do loại quả này còn sống thì vỏ cứng, lại rất nhiều mủ. Phần gọt nhỏ, phải nói là quá là công phu luôn á chị. Em thấy trên mạng bây giờ rao bán là 400-500 ngàn gì một ký á. Phải nói là thật sự là công phu thiệt. Tại vì mủ rất là nhiều luôn, phải gọt là phải tốn nước nữa. Rồi cái khâu kỹ thuật á, cắt sao cho đẹp nữa. Nên em thấy là thật sự là rất là công phu, nên cái giá trị của nó cũng khá là cao ha, nhưng mà bù lại thì nó ngon. Nên bù qua lớp lại thì thật sự nó là một cái món ăn là phải nói là quá là tuyệt vời. Măng cụt làm gỏi là trái măng cụt còn vỏ xanh, trái già. Khi gọt, người ta thường dùng dao cắt hai đầu trước, sau đó lần lượt gọt hết vỏ ngoài, chỉ giữ lại phần ruột trắng bên trong. Khi gọt vỏ phải xả dưới vòi nước nhẹ để không dính mủ. Sau khi gọt xong, ngâm ruột măng cụt vào nước lạnh. Theo đầu bếp nhà vườn, khoảng hơn 10 kg măng cụt xanh mới gọt ra được 2 kg ruột. Sau khi gọt ngâm nước xong, sắc thành từng khoanh, sắc vừa ăn, không mỏng, không dày. Măng cụt sắc lát sẽ trộn thêm một số rau củ như cà rốt sắc mỏng, rau tiếng vua, rau răm, trộn với gia vị mắm muối, đường, chanh, ớt. Nếu gỏi tôm thịt thì trộn tôm thịt vào, gà thì luộc xé ra, trộn thêm ít đậu phộng, ăn kèm với nước mắm tỏi ớt. Miếng gỏi măng cụt ăn vào giòn dai sực sực, vừa có vị ngọt thanh, vừa có vị hơi chua, chát của hạt măng cụt non. Cộng với vị ngọt, vừa dai mềm của thịt gà, gia vị, vị bùi của đậu phộng rang, rau răm, ớt cay cay. Một dĩa gỏi gà măng cụt có giá khoảng 450.000 đồng, một mẹt gồm một con gà và khoảng 20 trái măng cụt gọt vỏ, cùng nhiều loại rau củ gia vị khác. Món ăn này sở dĩ được nhiều người săn lùng, tìm để thưởng thức cũng bởi chỉ có duy nhất một mùa trong năm, đó là vào mùa hè, lúc vườn măng cụt còn xanh.